Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngũ Hành Tôi Thiếu Em của tác giả Tây Tử Tự. Hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 35. Chương 35, giải quyết. Sương mù màu vàng bao phủ cây cầu, báo hiệu có điểm chẳng lành sắp xảy đến. Nghe Lâm Trục Thủy nói muốn lên cầu, ánh mắt Tần Y Hà tràn ngập sự sợ hãi, nhưng bây giờ người còn sống không thể đến đó. Nếu không, sẽ không về được nữa. Lâm Trục Thủy mặc kệ cô ta, nói với Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng, "Thẩm Nhất Cùng ở lại đây, còn Chu Gia Ngư đi với tôi." Thẩm Nhất cùng vội vàng bảo: "Tiên sinh, tôi cũng muốn đi." Lâm Trục Thủy, người bình thường không thể bước lên cây cầu ấy. Chu Gia Ngư có thể chất cực âm nên cậu ta sẽ không bị ảnh hưởng, còn cậu lên rồi có xuống được không thì tôi không biết. Thẩm Nhất cùng thất vọng lắm, cậu chàng muốn đi theo Lâm Trục Thủy để học hỏi kinh nghiệm từ những chuyện này, nếu có thể đến đó và quan sát ở khoảng cách gần thì tốt biết mấy nhưng lâm trục thủy đã dặn dò thì làm sao cậu chàng dám cãi thẩm nhất cùng đành gật đầu đồng ý rồi chờ dưới chân cầu cùng tần y hà đi thôi lâm trục thủy nói với chu gia ngư xong bèn bước thẳng lên cầu chu gia ngư theo sau hắn có vẻ khá căng thẳng sái bát thấy vậy bèn động viên anh đừng sợ có lâm trục thủy ở đây rồi mà nếu ngài ấy bảo anh đi theo thì chắc chắn sẽ bảo vệ anh an toàn ai dè chưa kịp nói hết câu sái bát đã nghe chu gia ngư ngượng ngùng hỏi không phải tao không sợ ý là mày có cảm thấy bọn tao thế này giống như đang hẹn hò không sái bát nghẹn họng qua tầm nhìn của chu gia ngư nó trông thấy màn xương màu vàng dày đặc cùng những âm hồn đang quằn quại phía sau bỗng nhiên rất muốn quỳ lại cậu sát bát thậm chí nghi ngờ rằng dù Lâm Trục Thủy có hẹn Chu Gia Ngư đi đào mộ thì cậu cũng sẽ cảm thấy việc này thật là lãng mạn. Cuối cùng, sái bát mệt mỏi đáp. Anh vui là được. Khi hai người tới giữa cầu, những âm hồn có hình dạng kỳ quái cũng càng lúc càng đông. Cơ thể của họ không lành lặn, có người đứt tay hoặc đứt chân, có người bị mất cả phần thân dưới, đành phải bỏ lê trên mặt đất. Tất cả âm hồn dường như đã mất đi thần trí, chỉ vô thức tiến về phía trước xung quanh tràn ngập tiếng rên rỉ đau đớn khiến cây cầu chẳng khác nào luyện ngục. Chu Gia Ngư không dám ngó nghiêng lung tung nữa, một mực nhìn chằm chằm dưới chân. Lâm Trục Thủy dừng thì cậu dừng, Lâm Trục Thủy đi thì cậu đi. Vết máu bắt đầu dày đặc, hiện trường tai nạn vốn đã được dọn dẹp sạch sẽ nay lại xuất hiện trên cầu. Chu Gia Ngư đếm sơ, ít nhất phải hơn chục chiếc xe đã nát bấy, có xe còn thấy ba, bốn bóng người bên trong. Mặt đường đen kịt, chỗ sạch sẽ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chu Gia Ngư vô ý giẫm phải thứ gì mềm oặt, cậu giật nảy mình, cúi xuống mới phát hiện mình đang đạp lên một cánh tay trắng trẻo mũm mĩm. Đó là tay của một bé gái chừng 5, 6 tuổi. Mặt bé gái dính đầy máu, bị mất nửa đầu, đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng khiến người ta sợ hãi. Cô bé chậm rãi ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau với Chu Gia Ngư chu gia ngư lặng lẽ nhích chân ra lý nhí nói xin lỗi em nhé em đi tiếp đi đứa trẻ lại từ từ cúi xuống tiếp tục bò về phía trước trông thấy cảnh ấy lưng chu gia ngư đổ đầy mồ hôi lạnh lúc này cậu mới ý thức được đây là một cây cầu chết chóc lâm trục thủy nghe thấy động tĩnh phía sau nhẹ nhàng hỏi sợ à chu gia ngư gượng gạo cười đáp không đâu ha ha có tiên sinh ở đây, còn lâu tôi mới sợ. Bước chân của Lâm Trục Thủy chợt ngừng lại, Chu Gia Ngư cứ tưởng hắn định nói gì, không ngờ người nọ lại đưa tay về phía cậu, lại đây. Bàn tay ấy trắng nõn như ngọc, ngón tay thuôn thuôn búp măng, hơi đưa lên làm tư thế mời. Chu Gia Ngư, Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy gọi cậu. Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay ra nắm lấy tay Lâm Trục Thủy cậu lập tức hối hận, tại sao mình không lo mồ hôi đi đã chứ? Còn bảo là không sợ. Lâm Trục Thủy nắm chặt tay Chu Gia Ngư, đương nhiên cũng biết lòng bàn tay cậu đang ướt đẫm, đổ đầy mồ hôi rồi này. Chu Gia Ngư thật sự không phản bác nổi. Lần trước khi chạm vào nhau, tay Lâm Trục Thủy lúc nào cũng lạnh như băng. Nhưng bây giờ tay hắn lại hệt như một ngọn lửa liên tục sưởi ấm cho Chu Gia Ngư, xua tan nỗi bất an trong lòng cậu. Tuy đầu óc Chu Gia Ngư lúc này hơi rối loạn, nhưng cậu vẫn hiểu rằng động tác này của Lâm Trục Thủy không hề mờ ám. Có lẽ là lo lắng cho cậu nên hắn mới làm vậy thôi. Những dù sao thì Chu Gia Ngư vẫn sung sướng lắm, thầm cảm thấy may mắn vì thẩm nhất cùng không đi theo, chứ không Lâm Trục Thủy hai tay hai đứa, y như đang dắt trẻ mẫu giáo vậy. Chu Gia Ngư tự an ủi bản thân một lát, cảm giác bầu không khí xung quanh cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Cây cầu dài khoảng 800 mét, chẳng mấy chốc họ sẽ đi tới cuối cầu. Quá nửa đường, thỉnh thoảng hai người lại thấy những chiếc xe móp méo, những cái xác đã nát bấy và vũng máu chảy tràn trên nền đất. Sắp đến rồi, Lâm Trục Thủy chợt nói. Đến đâu mới được? Chu Gia ngư ngước mắt nhìn, lờ mờ trông thấy có thứ gì ở đầu bên kia cây cầu. Hình như đó là một tấm bia đá khổng lồ, đột ngột xuất hiện giữa hư không. Tất cả các vong hồn đều đang tiến về phía nó. Chu Gia Ngư vừa bước đến gần thì một cơn gió lạnh chợt lao vút tới chỗ bọn họ, tiếng gió rít gào nghe như tiếng ai đang than khóc. Lâm Trục Thủy nhấc tay trái, hất mạnh giữa không trung, cơn gió kia liền bị hắn xua tan, Chu Gia Ngư thậm chí phát hiện tiếng khóc đột ngột im bặt. Cút. Lâm Trục Thủy lạnh lùng quát. Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư nghe thấy giọng điệu này của Lâm Trục Thủy tuy lâm trục thủy thường xuyên cư xử lạnh nhạt với người khác cơ mà nhìn chung hắn vẫn giữ lịch sự nhưng vào giờ phút này chu gia ngư chỉ cảm nhận được sự căm ghét đến tận xương tùy phát ra từ giọng nói của hắn tấm bia đã gần ngay trước mắt xung quanh bia đá là từng lớp người chết đang kêu rên máu của bọn họ dính vào bia đá rồi biến mất sau lớp sương mù dày đặc lúc bấy giờ chu gia ngư mới phát hiện trên tấm bia đá khắc chẳng chịt những cái tên bằng chữ màu đỏ lâm trục thủy hỏi trên bia đá khắc hình gì là tên người chu gia ngư nhanh chóng đáp cậu nhìn lướt qua những cái tên nhưng càng đọc lại càng nghi ngờ kỳ lạ thật đấy lâm trục thủy sao thế đúng là tấm bia này khắc tên người nhưng có vài tên hình như là tài khoản trên mạng đa số đều là họ tên bình thường nhưng cũng có những cái tên thật sự rất quái đản. Ví dụ như tên Thỏ Ăn Quýt mà Chu Gia Ngư trông thấy, bình thường ai lại đặt tên này bao giờ? Lâm Trục Thủy không trả lời mà hỏi sang chuyện khác, cậu tìm xem có tên của Tần Y Hà không? Chu Gia Ngư sừng sốt, Tần Y Hà. Tại sao lại là tên của cô ấy? Sao không tìm tên của đường Tiếu Xuyên? Lâm Trục Thủy cũng chẳng giải thích, chỉ bảo, cậu cứ tìm đi, Chu Gia Ngư nghe vậy bèn đưa mắt về phía bia đá. Tấm bia này cao gần 2 mét, tìm một cái tên giữa cảnh tranh tối tranh sáng không phải là chuyện dễ dàng. Một lúc sau, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng phát hiện được mục tiêu, nhưng khi nhìn thấy tên của Tần Y Hà, cậu rốt cuộc cũng hiểu được ý của Lâm Trục Thủy. Không chỉ có tên của Tần Y Hà bị khắc lên bia đá, phía trước còn có ba chữ khác, ghép lại thành một cụm hoàn chỉnh. Người yêu của Tần Y Hà người yêu của Tần Y Hà. Không ngờ cái tên bị khắc lên bia đá nguyền rủa lại là người yêu của Tần Y Hà. Chu Gia Ngư bàng hoàng nhìn cái tên ấy, cậu lập tức nhớ đến cuộc trò chuyện trong tiệm cà phê. Đường Tiếu Xuyên cho rằng Tần Y Hà sẽ ra nước ngoài kết hôn, nhưng cô ấy không biết Tần Y Hà sẽ kết hôn với ai nên viết tên này lên trang web nguyền rủa. Thấy Lâm Trục Thủy gật đầu, Chu Gia Ngư thật sự không biết phải nói gì. Có lẽ cho đến lúc chết, đường tiếu xuyên vẫn không ngờ lời nguyền ấy lại giáng xuống chính bản thân mình tần y hà không hề thay lòng cô vẫn yêu đường tiếu xuyên vẫn xem đường tiếu xuyên là mối tình chân thành nhất là người yêu duy nhất của mình đầu óc chu gia ngư hãi còn rối loạn nhưng tiên sinh nói trang web đó đã bị khóa từ năm ngoái rồi mà nó có liên quan gì đến những vụ tai nạn trên cầu trong giới chúng ta luôn có kẻ muốn nghịch truyền âm dương lâm trục thủy lên tiếng truyền thuyết kể rằng nếu tụ tập đủ oán khí của những người đã khuất thì có thể biến thành cương thi chu gia ngư cương thi lâm trục thủy gật gật đầu cương thi nuôi bằng máu đồng tử vài chục năm sẽ khôi phục linh trí trong mắt của những kẻ đã cùng đường mặt lộ đây cũng được xem là một cách để tái sinh chu gia ngư bắt được trọng điểm trong câu nói của lâm trục thủy vậy nên trang web đó chính là nơi quy tụ oán khí lâm trục thủy không trả lời mà hỏi ngược lại khi truy cập vào trang web đó cậu muốn điền tên của ai thật ra tôi không muốn điền tên ai cả cậu vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình lâm trục thủy vậy theo cậu khi những người nọ điền tên vào trang web họ sẽ có cảm giác gì chu gia ngư không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là nỗi căm ghét và thù hận đến tận xương tủy dù nguyền rủa kẻ khác bằng một trang web nghe hơi nực cười nhưng họ sẽ đeo một bộ mặt méo mó dồn hết tâm trí gõ tên của kẻ thù xuống bàn phím đường tiếu xuyên cũng là một trong số đó cô hận tần y hà vô tình hận tần y hà nhẫn tâm hận tần y hà đã bỏ rơi mình nhưng dù sao cô vẫn yêu nhiều hơn hận cô không cam lòng điền tên của tần y hà vào trang web cuối cùng đành chút hết nỗi căm hờn lên người yêu mới vốn không hề tồn tại của tần y hà nếu người đó chết Tần Y Hà sẽ quay trở lại. Đường Tiếu Xuyên nghĩ vậy. Ngón tay thoăn thoát trên bàn phím, gõ ra sáu con chữ trên nền đen, để rồi sau đó bị kéo xuống vực sâu vô tận. Một năm sau, những cái tên ấy bị khắc lên bia đá, xuất hiện trên cầu. Oán hận dần dần ngưng động, thậm chí hóa thành thực thể. Đường Tiếu Xuyên vô tình ở gần cây cầu vừa xây xong, vì vậy lời nguyền ứng nghiệm. Khi xây dựng một cây cầu, Người ta sẽ bắt đầu từ hai bên. Lâm Trục Thủy buông tay chu Gia ngư ra, đến lúc hoàn thành, họ sẽ đặt phần thân cầu cuối cùng ở giữa để giáp hai bên cầu lại với nhau, giai đoạn này được gọi là hợp long. Hắn vươn tay, chậm rãi tháo chuỗi ngọc lóng lánh trong veo trên cổ tay xuống. Thoát cái, một ngọn lửa đỏ rực thình đình dấy lên trước mắt Chu Gia Ngư, không khí xung quanh Lâm Trục Thủy bỗng trở nên nóng bỏng, nhiệt độ ấy khiến cậu vô thức lùi ra sau vài bước. Hợp long là giai đoạn vô cùng quan trọng." Lâm Trục Thủy nói, tiếc rằng phần thân cầu để hợp long lại bị kẻ khác động tay động chân. Hắn thong thả bước đến, những âm hồn đang rên rỉ liền tỏ vẻ sợ hãi như nhìn thấy ánh mặt trời, bắt đầu trốn tránh. Tấm bia đá đã ở ngay đối diện, Lâm Trục Thủy giơ tay, vỗ lên mặt bia. "A a a a a." Ngay lập tức, từ tấm bia đá bỗng phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết những cái tên khắc trên đó bất chợt rơi rụng như xác thịt đang giữa nát còn tấm bia đá cũng bắt đầu tan chảy lâm trục thủy im lặng lại vỗ thêm một trường động tác của hắn cũng không quá mạnh bạo nhưng tấm bia lại bị phá hủy không cao sừng sững như ban nãy mà dần dần chảy tràn trên mặt đất chu ra ngư cúi đầu nhìn phát hiện tấm bia đã biến thành một dòng máu hôi tanh muốn tìm người chết thay lâm trục thủy lạnh lùng nói đôi môi mỏng khẽ tuôn ra những câu từ tràn ngập sự chán ghét tiếc rằng cô chọn nhầm người rồi hắn vừa dứt lời tiếng kêu phát ra từ bia đá cũng im bặt hoàn toàn mất đi sự sống sau khi bia đá biến mất sương mù màu vàng cũng dần tan những vong linh xung quanh cũng mất đi mục tiêu ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh chu gia ngư cho rằng lúc này lâm trục thủy nhất định là đẹp trai muốn chết tại sao lại là cho rằng bởi vì lâm trục thủy vừa cởi chiếc vòng trên tay xuống thì chợt toát ra một ngọn lửa sáng rực chu gia ngư bị trói đến chảy nước mắt cố gắng một lúc rồi cũng đành thôi nếu cậu còn dáng ngắm tiếp thì nửa đời sau có khi khỏi nhìn thấy lâm trục thủy nữa cậu lưu luyến nhắm mắt lại dòng tai nghe ngóng âm thanh của lâm trục thủy được rồi mở mắt ra đi cũng không biết qua bao lâu chu gia ngư chợt nghe thấy tiếng người nọ thì thầm bên tai cậu chu gia ngư mở mắt phát hiện hai mắt mình hãy còn mờ mờ may mà vẫn nhìn thấy cảnh vật xung quanh cậu hỏi tiên sinh xong rồi à xong lâu rồi lâm trục thủy nói về thôi chu gia ngư ngoan ngoãn đi theo lâm trục thủy sương mù màu vàng đã gần tan nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn khủng bố như trước chu gia ngư hỏi lâm trục thủy phải xử lý mấy thứ này thế nào câu trả lời của hắn là hắn không quản được phải mời cao tăng đắc đạo đến đây siêu độ. Chu Gia Ngư kích động nói, tiên sinh giỏi quá. Cái gì ngài cũng biết cả. Lâm Trục Thủy không đáp. Khi hai người xuống khỏi cầu, Chu Gia Ngư phát hiện một sự thật vũ phàng. Thị lực gần như 10 phần 10 của cậu vẫn chưa khôi phục. Xung quanh cứ như có một lớp vải mỏng che lại, cùng lắm chỉ nhận ra những thứ trong phạm vi 50 mét. Mãi đến lúc lại gần, chu gia ngư mới trông thấy thẩm nhất cùng và tần y hà đang vẫy tay với họ cuối cùng hai người cũng trở về tần y hà nói tôi cứ tưởng sẽ không được gặp hai người nữa chứ chu gia ngư anh sao thế tôi vẫy tay với anh cả buổi trời cũng không thấy anh đáp lại thẩm nhất cùng hỏi sao anh lại khóc hai mắt chu gia ngư nhức nhối nhưng cậu vẫn kiên quyết đáp bị tiên sinh làm cảm động đó Biểu cảm của Thẩm Nhất cùng phức tạp, cậu chàng vỗ vỗ vai Chu Gia Ngư, làm khẩu hình miệng, "Đang nịnh tiên sinh à, nước đi hay đấy." Chu Gia Ngư, cậu cũng có muốn thế đâu. Thằng nhóc này sao không chịu đổi đề tài hả? Lâm Trục Thủy nào có dễ lừa như Thẩm Nhất cùng, hắn cau mày, khóc. "Chu Gia Ngư, mắt cậu làm sao vậy?" Chu Gia Ngư trả lời qua quýt, nhưng Lâm Trục Thủy lập tức hiểu được đã có chuyện gì xảy ra hắn thở dài dường như cũng phải bó tay với chu gia ngư cậu thật là có lẽ phải mấy ngày nữa mới hết chu gia ngư xấu hổ kinh khủng may mà còn những việc khác phải chú ý nên không ai xoắn suýt về đôi mắt của cậu nữa xương tan hồn ma người chết cũng lũ lượt rời đi cảnh tượng này đáng sợ đến độ khiến da đầu người ta tê dần tần y hà cũng nhìn thấy đường tiếu xuyên lúc đường tiếu xuyên quay lại vết thương trên mặt cô đã biến mất, khuôn mặt vẫn tái nhợt như thường lệ nhưng ít ra còn lành lặn. Cô thẫn thờ bước thẳng đến chỗ mấy người bọn họ, mặc kệ Tần Y Hà đang cố gắng nói chuyện với mình. Chu Gia Ngư chợt phát hiện có điều gì đó khác thường, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi kinh ngạc nói, ôi, bóng của đường tiếu xuyên đâu mất rồi. Tuy trước đó bóng của cô loang lổ bất quy tắc, nhưng chi ít vẫn có. Giờ đây, đèn đường tù mù chiếu lên người cô nhưng chẳng thể để lại vết tích gì trên mặt đất lọn tóc tôi đốt chính là cái bóng của cô ấy lâm trục thủy nói có kẻ cố ý làm thế linh hồn vốn không có bóng nhưng có ai đó đã giúp đường tiếu xuyên che giấu sơ hở này đương nhiên cái bóng của đường tiếu xuyên trong mắt người bình thường cũng chẳng có gì đặc biệt chẳng qua chu gia ngư quá mẫn cảm với chuyện này nên mới phát hiện ra điểm đáng ngờ mà thôi Chu Gia Ngư bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ lại sợi tóc mà Lâm Trục Thủy lấy được trên người cậu, e rằng cũng liên quan đến cái bóng của Đường Tiếu Xuyên. Đi thôi, về nhà đã. Chu Gia Ngư cảm giác bọn họ ở trên cầu chưa được bao lâu, nhưng trên thực tế thì trời đã gần sáng. Màn đêm đang dần phai nhạt, nếu đợi ở đây một lát, có lẽ họ sẽ được ngắm mặt trời mọc. Đoàn người bước lên xe, chuẩn bị quay về. Cuối cùng Chu Gia Ngư quay đầu lại nhìn cây cầu. Những cảnh máu me chết chóc đang từ từ tan biến như ảo ảnh, trên cầu lại thoáng đãng, thậm chí bắt đầu có xe cộ qua lại. Cảm giác như những chuyện vừa nãy cậu trải qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Chu Gia Ngư thầm nghĩ, nhưng vì có Lâm Trục Thủy nên giấc mơ này cũng không còn đáng sợ nữa. Tần Y Hà lái xe về chung cư. Cô vừa dừng lại, đường tiếu xuyên đã tự xuống xe bước thẳng vào hàng lang. Nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt của Tần Y Hà trở nên phức tạp, đại sư, tiếp theo. Tôi phải làm gì? Lâm Trục Thủy hỏi, ai nói với cô là đường Tiếu Xuyên phải có người chết thay mới được đầu thai? Là quản trị viên của một hội nhóm, trong nhóm có rất nhiều thành viên gặp phải chuyện tương tự, thỉnh thoảng quản trị viên sẽ cho họ một vài lời khuyên. Đúng rồi, người này cũng lập ra diễn đàn tâm linh lần trước tôi kể nữa nói đoạn tần y hà lấy điện thoại ra định mở nhóm lên xem không ngờ vừa ấn mấy cái tần y hà lại nhận được thông báo từ hệ thống nhóm xx đã xóa cô sửng sốt xóa nhóm cô bèn gõ địa chỉ của diễn đàn tâm linh nọ phát hiện diễn đàn cũng không truy cập được chuyện gì thế này tần y hà cau mày sao đột nhiên lại mất hết lâm trục thủy cũng không lấy làm lạ hắn nói mọi việc coi như tạm ổn mấy ngày nữa tôi sẽ mời người đến siêu độ cho linh hồn của đường tiếu xuyên để cô ấy sớm được đầu thai tần y hà muốn nói lại thôi cô cắn môi cuối cùng vẫn lên tiếng đại sư cho cho tôi hỏi tiếu xuyên có thể khôi phục thần trí không sau khi biết tin đường tiếu xuyên qua đời tần y hà vội vàng về nước tham dự đám tang của đường tiếu xuyên mà cứ ngơ ngẩn như người mộng du tang lễ kết thúc Tần Y Hà cũng chẳng muốn sống nữa. Vào buổi tối nọ, khi Tần Y Hà đến cây cầu nơi mà cô tưởng Đường Tiếu Xuyên tông xe tự sát, chuẩn bị nhảy từ trên cầu xuống đi theo người yêu thì chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Đường Tiếu Xuyên. Nhưng tâm lý và trí nhớ của Đường Tiếu Xuyên hình như có vấn đề. Vừa nghe thấy ba chữ Tần Y Hà thì cô sẽ gào thét thảm thiết, giống như cái tên ấy khiến cô phải chịu đau đớn cùng cực. Bất đắc dĩ, Tần Y Hà đành mượn tên em họ của Đường Tiếu Xuyên để đưa cô về nhà. Tần Y Hà không hề ngạc nhiên khi phát hiện Đường Tiếu Xuyên đã không còn là con người nữa. Tuy thoạt nhìn cô giống hệt như người bình thường, thậm chí có thể ăn uống và trò chuyện, nhưng có những đêm Đường Tiếu Xuyên sẽ lái xe lên cây cầu ấy một mình, mãi đến sáng hôm sau mới về. Ngoài ra, ký ức của Đường Tiếu Xuyên đã dừng lại ở một năm về trước, lúc bọn họ vừa mới chia tay thậm chí cô còn truy cập vào trang web vốn đã bị đóng, một lần nữa nhập vào 6 con chữ ấy. Sau đó, Đường Tiếu Xuyên tình cờ làm quen với Chu Gia Ngư. Ban đầu Tần Y Hà vẫn không mấy để tâm, mãi đến khi quản trị viên mập mờ nhắc tới, bảo nếu Tần Y Hà tìm thấy ai truy cập được vào trang web nguyền rủa thì hãy đưa lên cầu, để linh hồn người nọ bị nhốt lại, Thấy chỗ cho linh hồn của Đường Tiếu Xuyên thoát ra. Chính vì vậy, Tần Y Hà mới nảy ra âm mưu độc ác như thế. May mắn làm sao, cô ta lại gặp Chu Gia Ngư người được Lâm Trục Thủy bảo vệ nên mới không gây họa lớn. Lúc Tần Y Hà nói, Lâm Trục Thủy vẫn luôn im lặng suy nghĩ. Cuối cùng, hắn hỏi Tần Y Hà, tại sao cô lại nói người sống không thể lên cầu khi có sương mù? Ánh mắt Tần Y Hà lộ vẻ sợ hãi, lúc đó tôi thấy hai người, hình như là hai vợ chồng tình huống của bọn họ cũng tương tự như tôi và Tiếu Xuyên. Người vợ qua đời vì tai nạn giao thông, người chồng đi theo linh hồn của vợ mình. Sau đó, tôi tận mắt chứng kiến anh ta vừa đặt chân lên cầu, cơ thể bỗng tan chảy thành một vũng máu đen. Chu Gia Ngư nghe vậy, lập tức nhớ đến tấm bia đá kia. Sau khi lâm trục thủy chạm vào, nó cũng biến thành một dòng màu đen đặc. Cậu đột nhiên liên tưởng đến điều gì, thẳng thốt nói, lẽ nào tấm bia đó? Dường như Lâm Trục Thủy hiểu cậu muốn nói gì, hắn gật đầu đáp, đã khiến không ít người chết. Chu Gia Ngư nhớ lại vũng máu dưới chân, khẽ dùng mình. Tiên sinh, tại, tại sao chỉ có tôi mới truy cập được vào trang web Nguyền Rùa? Lâm Trục Thủy nghe vậy lại nở nụ cười nhẹ tênh, ai nói chỉ có một mình cậu. Đường Tiếu Xuyên cũng vào được đấy thôi. Chu Gia Ngư nghẹn lời suy cho cùng thì kẻ đó chỉ muốn tìm người có thể chất cực âm nên mới thả lưới vớt không được cá thì cũng còn ít tôm tép khác chu gia ngư cậu thế mà hiểu được nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong câu nói của lâm trục thủy phải cậu chính là một con cá ngốc nghếch bị người ta vớt được đám người trò chuyện một lát thì trời sáng hẳn mặt trời đã lên cao ánh nắng ấm áp bao phủ mảnh đất rộng lớn xua tan bóng đêm mịt mù tần y hà có vẻ mệt mỏi cô tựa vào lưng ghế hỏi đại sư thiếu xuyên có thể đi đầu thai đúng không lâm trục thủy gật đầu vây trước đó em ấy có thể nhớ ra tôi không tần y hà như đang cố gắng thừa nhận một sự thật đau đớn thiếu xuyên chết cũng là lỗi của tôi nếu năm ấy tôi dũng cảm hơn một chút thì đã cô nghẹn ngào rốt cuộc không nói được nữa lâm trục thủy rút ra một tấm bùa từ trong ngực áo bùa này có tác dụng an thần có thể dùng cho linh hồn nhưng theo lời kể trước đó của cô có lẽ đường tiếu xuyên cũng không muốn nhớ lại tần y hà nghe vậy thì ngẩn ngơ mãi một lúc sau mới nhận lấy lá bùa trên tay lâm trục thủy mọi chuyện hầu như đã được giải quyết ổn thỏa hiếm nỗi họ vẫn chưa tìm được kẻ đầu sỏ phía sau màn nhưng lâm trục thủy lại nói không có gì phải vội cho chu gia ngư và thẩm nhất cùng về khách sạn nghỉ ngơi còn đâu để buổi chiều tính. Bận rộn suốt một đêm, Chu Gia Ngư cũng thấm mệt, vừa ngả đầu xuống gối liền ngủ một giấc đến 2 giờ, sau đó bị tiếng gõ cửa của Thẩm Nhất cùng đánh thức. "Thẩm Nhất cùng, Chu Gia Ngư, dậy chưa?" Chu Gia Ngư ỉu xìu nhìn Thẩm Nhất cùng thần thái sáng láng, cảm thán rằng tuổi trẻ thật tốt. Năm 18 tuổi, dù có thức suốt đêm thì ngày hôm sau cậu vẫn có thể tung tăng nhảy nhót nhưng hiện tại cậu lại có cảm giác cơ thể mình dịu dã, đầu óc cứ đờ đẫn thế nào. Ừm. Tôi dậy rồi, sao đấy? Thẩm nhất cùng, tiên sinh bảo tôi gọi anh dậy rồi cùng ra chỗ cây cầu. Chu gia ngư, ồ. Được, tôi xong ngay đây. Thẩm nhất cùng, mắt anh đỡ chưa? Cũng, cũng đỡ rồi. Thẩm nhất cùng không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là Chu Gia Ngư lập tức cảm giác được thị lực cậu vẫn bị mờ nhưng cậu không nói gì chỉ lấp liếm cho qua rửa mặt xong xuôi chu gia ngư ăn vài thứ lót giả rồi đi theo thầm nhất cùng lâm trục thủy và giang thập cửu đã đến đó trước nghe nói phải phong tỏa tuyến đường chu gia ngư cũng không rõ tình hình cụ thể đường lên cầu quả thật đã bị chặn lại ngay cả người đi bộ cũng không được vào tuy họ thông báo nguyên nhân là cầu đang tu sửa nhưng lý do thật sự thì chỉ có người trong cuộc mới biết khi chu gia ngư và thẩm nhất cùng đến nơi ngoài lâm trục thủy và giang thập cửu cả hai còn thấy các công nhân thi công bọn họ đập thùng mặt đường hình như đang tìm kiếm thứ gì đến rồi à lâm trục thủy hỏi chu gia ngư vâng thưa tiên sinh bọn họ đang tìm thứ gì vậy lâm trục thủy chờ một lát khắc biết giang thập cửu cũng có vẻ ăn không ngon ngủ không yên sắc mặt tái nhợt thấy hai người Chu Gia Ngư đến cũng chỉ chào hỏi cho có lệ, sau đó yêu cầu các công nhân tiếp tục làm việc. Có thứ gì này? Một tiếng kêu kinh ngạc chợt vang lên. Giang thập cửu vội vàng lao tới, cái gì? Các công nhân không dám chạm vào, vì dưới mặt cầu vốn chỉ phủ xi măng lại đột ngột xuất hiện một tấm bia đá màu đen. Tấm bia đá này dài hơn một mét, phía trên cũng khắc tên người chẳng chịt. Chu Gia Ngư đến gần, phát hiện tấm bia đá này khác với tấm bia đá trên cầu tối qua. Tấm bia giữa biển sương mù cao hơn, tên khắc cũng nhiều hơn, giống như hấp thu máu thịt của các nạn nhân mà sinh trưởng. Mẹ kiếp, Giang thập cửu chửi thề, muốn giết cả nhà họ Giang chúng tao sao? Lâm Trục Thủy nói, nâng bia đá lên, bên dưới vẫn còn một thứ. Công nhân nạy tấm bia lên, phát hiện bên dưới thật sự vẫn còn món đồ khác. Đó là một tấm mộc bài nhỏ màu đỏ ối, phía trên viết bằng chữ màu vàng rất đẹp. Chu Gia ngư nheo mắt, cố gắng lắm cũng chỉ nhìn được một chữ, hồng. Tấm mộc bài vừa xuất hiện đã kéo theo mùi máu tanh tưởi sực nức, khiến người xung quanh phải đưa tay che mũi. Lâm Trục Thủy cúi xuống nhặt mộc bài, tiện tay ước chừng rồi nói, sáu lạng ba chỉ. Hình như Giang Thập Cửu hiểu được, mặt mày xanh mét, sáu lạng ba. 63 người. Lâm Trục Thủy gật đầu, ư. Ừ. Giang Thập Cửu chẳng nói chẳng rằng, lấy điện thoại di động ra gọi, nghe cách xưng hô thì có lẽ là đang gọi cho anh trai mình Giang Thập Lục. Lâm Trục Thủy nói với Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư, đây là mệnh bài dùng để tập hợp linh hồn. Một hồn một phách nặng một chỉ, sáu lạng ba chỉ tức là đã có 63 người chết. Chu Gia Ngư kinh ngạc thốt lên, 63. Nhiều như vậy ư? số nạn nhân qua đời vì tai nạn giao thông tổng cộng cũng không quá 30, hơn 30 người còn lại thậm chí không tìm thấy xác, chẳng lẽ đã bị cây cầu kia nuốt chừng. Lâm Trục Thủy lấy ra một chiếc túi vải màu đen, bỏ mộc bài vào. Giang Thập Cửu gọi điện thoại xong, cười khổ, Lâm Tiên Sinh, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu tôi đích thân đến giám sát giai đoạn giáp thân cầu thì chuyện này đã không xảy ra. Người bình thường có khi còn an ủi vài câu, nhưng lâm trục thủy lại chẳng hề khách sáo nói thẳng biết lỗi là tốt giang thập cửu có vẻ lúng túng lắm tuy giang thập cửu không phải thủ phạm nhưng cũng có liên quan một phần trách nhiệm lâm trục thủy nói việc này chắc chắn đã được âm mưu từ trước cậu hãy cố nhớ lại xem hôm đó có ai sai khiến cậu đi làm gì không tôi tôi không nhớ nhìn giang thập cửu mặt mày đỏ bừng hiển nhiên không phải anh ta không nhớ rõ mà là có chuyện khó nói Vậy Lâm tiên sinh à, phải làm thế nào để tìm được kẻ chủ mưu? Lâm trục thủy cười lạnh, tìm. Sao tôi lại phải tìm hắn? Bây giờ, hắn nên nhanh chóng đến tìm tôi. Giang thập cửu còn định nói gì? Lâm trục thủy lại đưa tay lên ra hiệu cho anh ta ngưng lại. Được rồi, để tôi nói chuyện với anh cậu. Giang thập cửu không dám phản bác, ngượng ngùng đồng ý. Anh trai của Giang thập cửu Giang thập lục nhanh chóng có mặt, hơn 10 phút sau, anh ta vừa thở hổn hển vừa chạy tới, nhưng ngay lúc xuất hiện, anh ta chẳng nói chẳng rằng mà giơ tay tát thẳng vào mặt Giang Thập Cửu. Khóe miệng Giang Thập Cửu rớm máu, cúi đầu nghe anh mình dạy bảo. Giang Thập Cửu, em giỏi quá nhỉ. Giang Thập Lục quát, anh giao công trình này cho em, thế mà em giám sát kiểu gì vậy? Tấm bia đá to đùng thế kia. Mẹ kiếp, anh muốn bổ đầu em ra xem bên trong có phải toàn là nước không? giang thập lục vẫn mặc âu phục và mang giày da hình như vừa tham dự sự kiện nào đó giang thập cửu liên tục xin lỗi lâm trục thủy phiền chán nói được rồi muốn đánh thì về nhà mà đánh đánh ở đây cho ai xem giang thập lục bị nói trúng tim đen ngượng ngập đáp lâm tiên sinh do nhà họ giang chúng tôi quản lý không tốt đúng là quản lý không tốt lâm trục thủy hỏi chuyện này là thế nào Cậu ta thì không nói làm gì, nhưng tại sao anh cũng không phát hiện ra? Giang thập lục thở dài, dạo trước tôi bị thương, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn nên lúc đó cũng sơ sảy không kiểm tra thập cửu. Lâm trục thủy, bị thương. Giang thập lục, phải, tôi gặp tai nạn ngoài ý muốn. Lâm trục thủy khẽ cau mày, tôi không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Giang thập lục sững sờ, ý ngài là. Ý tôi là, anh tốt nhất nên đi điều tra thành viên trong nhà đi. À, đúng rồi, anh có quen ai tên là Diễm Hồng tụ không? Giang Thập Lục nghi ngờ nói, Diễm Hồng tụ? Tôi không quen, cái tên này thật kỳ lạ, nếu đã từng nghe thì chắc chắn tôi sẽ có ấn tượng. Vậy à? Hắn cũng không hỏi lại, thậm chí không nói cho Giang Thập Lục biết cái tên này được viết trên mệnh bài. Sau khi lấy bia đá ra, họ sẽ dùng phương pháp đặc biệt để tiêu hủy còn cây cầu vẫn phải phong tỏa theo lời giải thích của lâm trục thủy thì nhà họ giang phải tìm cao tăng niệm kinh ít nhất nửa tháng siêu độ cho những người uổng mạng tại đây giang thập lục vừa nghe phải mời cao tăng thì nụ cười dần trở nên gượng gạo lúc quay về chu gia ngư tò mò hỏi tiên sinh có phải tìm cao tăng khó lắm không sao mặt giang thập lục lại khó coi như thế lâm trục thủy tìm được nhưng mời không nổi chu gia ngư vẫn chưa hiểu lắm nhưng cậu thấy lâm trục thủy không có ý định giải thích nên cũng đành thôi sự việc kết thúc chu gia ngư cứ tưởng ngày mai bọn họ sẽ quay về nhà ai ngờ lâm trục thủy lại cho phép hai người ở lại thành phố b chơi mấy ngày thẩm nhất cùng nghe lâm trục thủy nói xong thì ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt chờ hắn đi rồi bèn vỗ cái bốp lên người chu gia ngư hào hứng nói khá lắm chu gia ngư anh đúng là ngôi sao may mắn chu gia ngư bị vỗ đau cậu nhẹ tay một chút không được sao thẩm nhất cùng thì tôi có đánh mạnh đâu một lát sau trên cánh tay của chu gia ngư xuất hiện dấu bàn tay rõ rành rành cậu nghiến răng hỏi thẩm nhất cùng cái này gọi là không mạnh hà trời à bộ anh là công chúa hạt đậu hay gì qua đây qua đây cho anh đánh tôi một cái nếu sưng đỏ thì coi như tôi thua biến đi, cậu đen thui thế này tôi có đánh gãy tay cũng chẳng đỏ nổi. Những chuyện khác không nói, nhưng hễ đụng đến màu da của mình là thầm nhất cùng không chịu nổi. Cậu chàng da chiều tuổi thân lắm, sao anh lại kỳ thị màu da của tôi? Trông khỏe khoắn thế này cơ mà. Chu ra ngư, hẳn rồi, buổi tối mà cởi đồ phát là như tàng hình luôn. Thẩm nhất cùng, bình nhỏ, anh mà như vậy sẽ dễ đánh mất tôi lắm đó. Chu Gia Ngư xoa xoa tay mình, tức giận đáp, thì ngay từ đầu tôi cũng có thèm đâu. Thẩm nhất cùng. Chương 36 Chương 36, Người giấy lâm trục thủy vẫn còn vài việc phải hoàn thành hắn cho chu gia ngư và thẩm nhất cùng nghỉ xả hơi mấy ngày thẩm nhất cùng móc ví ra hỏi chu gia ngư nói đi anh muốn quẩy ở đâu hôm nay tôi bao sau khi ngẫm nghĩ một hồi chu gia ngư thật thà đáp vậy tụi mình lên mạng chơi game nha thẩm nhất cùng mở miệng định khinh bỉ chu gia ngư vài câu nhưng lời đến bên môi lại nuốt xuống bởi vì cậu chàng cũng chẳng có kế hoạch cụ thể khinh bỉ chu gia ngư xong còn phải suy nghĩ xem mình muốn đi chỗ nào thì phiền quá nên cuối cùng cậu đồng ý với lời đề nghị của chu gia ngư vậy cũng được chu gia ngư đi thôi thế là hai đứa nghiện nét bèn thẳng tiến ra tiệm nét tiệm nét này trông rất đàng hoàng còn có phòng riêng nữa bọn họ mở mấy trò bắn súng lên làm vài trận đây là lần đầu tiên thẩm nhất cùng chơi game với chu gia ngư sau khi đánh xong Cậu chàng có vẻ khá ngạc nhiên, không ngờ anh chơi giỏi vậy đấy. Bình thường thôi, hồi đi làm cũng hay tổ đội với đồng nghiệp mà. Nghề của các anh mà cũng có giờ làm việc. Chu Gia Ngư mải mê chơi game, không chú ý đến sự kỳ lạ trong giọng điệu của Thẩm Nhất cùng, thuận miệng đáp, "Nghề của bọn tôi thì sao? Ai mà chẳng 9 giờ làm 5 giờ tan." Cậu chưa kịp nói hết câu, Sái Bát trong đầu đột nhiên hét to, lỡ mồm rồi lỡ mồm rồi kìa bấy giờ chu gia ngư mới phát hiện ra vội vàng lấp liếm chịu thôi dù sao cũng là phận làm thuê mà ừm do hồi trẻ tôi lầm đường lạc lối thẩm nhất cùng nhìn chu gia ngư bằng ánh mắt nghi ngờ nói nếu lúc đó tôi không tự tay chùm bao tải lên đầu anh thì tôi còn tưởng chúng tôi bắt nhầm người lừa đảo cũng chỉ lừa được nhất thời chứ không lừa được cả đời chung sống với chu gia ngư một thời gian dài thẩm nhất cùng càng ngày càng cảm thấy người nọ có gì đó rất kỳ lạ. Cậu ta thật sự không thể tưởng tượng được thanh niên lương thiện trước mắt lại là đám bịp bậm giang hồ khiến người ta căm hận đến mức chỉ muốn giết quách đi. Kỳ lạ hơn là thái độ của Lâm Trục Thủy đối với Chu Gia Ngư. Sau khi gặp cậu, Lâm Trục Thủy không tỏ vẻ chán ghét trắng trợn. Dù hắn luôn nói nếu thi đấu thua sẽ biến Chu Gia Ngư thành bình đựng cho, nhưng thẩm nhất cùng biết thừa đó chỉ là đùa thôi thậm chí cậu chàng còn nghi rằng dựa theo mức độ yêu thích của lâm trục thủy với chu gia ngư nếu chu gia ngư xui xẻo bị thua có khi lâm trục thủy còn mở miệng an ủi ấy chứ chu gia ngư thấy biểu cảm của thẩm nhất cùng càng lúc càng thâm sâu bèn nhanh chóng đổi chủ đề tôi đói quá cậu mời tôi ăn thịt nướng nhé dù sao thẩm nhất cùng cũng thuộc dạng phổi bò vừa nghe đến ăn đã lập tức quăng hết mọi chuyện qua một bên đi thôi đi thôi ở gần đây có quán thịt nướng nổi tiếng lắm. Lúc này mặt trời đã lặn, gió đêm nhẹ lướt, đúng là thời điểm lý tưởng để ăn khuya. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng vừa đi vừa trò chuyện, thong thả đến quán ăn mà Thẩm Nhất cùng nói. Quán thịt nướng đúng là rất nổi tiếng, toàn người là người, thậm chí phải kê bàn ra cửa. Hai người cầm rổ chọn thức ăn, lại gọi thêm hai chai bia lạnh. Thẩm Nhất cùng nốc hết một cốc to, nấp một cái rồi nói cuộc sống thế này thật thoải mái. Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý. Cơ mà anh chỉ được uống một chai thôi đấy nhé, uống xong phải về phòng ngủ ngay. Ngộ nhỡ anh lại quấy giày tiên sinh, tôi lại phải vẽ bùa cùng anh mất. Chu Gia Ngư nhớ lại lần trước mình uống say, ký ức ấy đúng là kinh khủng. Cậu gật đầu đáp được. Chủ quán đã bưng đồ ăn lên. Chu Gia Ngư nếm thử rồi nhận xét ngon phết cơ mà mùi gia vị nồng quá, bao giờ có dịp chúng ta tự nướng đi. Anh còn biết làm thịt nướng? Dễ ợt mà. Trước đây, đơn vị của Chu Gia Ngư tổ chức hoạt động team building. Mọi người cắm trại ngoài trời, tay nghề nấu nướng của Chu Gia Ngư tốt nên toàn làm bếp trưởng, món thịt nướng cậu ướp được các đồng nghiệp hoan nghênh nhiệt liệt. Lúc đó có một cô gái thầm mến Chu Gia Ngư, thậm chí còn thổ lộ với cậu nhưng chu gia ngư biết xu hướng tính dục của mình nên kiên quyết từ chối ít lâu sau cô gái chuyển đơn vị không biết có liên quan gì đến việc này không rượu bia khiến thần kinh tê dại bao nhiêu suy tư cũng theo đó mà dấy lên có lẽ là do một thân một mình không có gì phải lo lắng chu gia ngư hồi sinh cũng ít khi nào nghĩ về những ký ức kiếp trước bây giờ vô tình nhớ lại không hiểu sao cậu thấy buồn bã Thẩm nhất cùng cũng kể về chuyện của mình. Các anh chị em trong nhà đều ghen tị vì cậu may mắn được làm đồ đệ của Lâm Trục Thủy. Đi đâu cũng nở mày nở mặt. Chu Gia Ngư hỏi, cậu có nhớ nhà không? Thẩm nhất cùng tình bơ đáp, có chứ, có những lúc tôi thật sự rất nhớ. Nhưng không sao, các sư huynh của tôi rất tốt, thân thiết y như anh ruột của tôi vậy. Chu Gia Ngư có chút hâm mộ thẩm nhất cùng. Bia quá ba tuần, hai người đều ngà ngà say. Thật ra thẩm nhất cùng uống chưa đã, cơ mà xét thấy tiền án tiền sự của Chu Gia Ngư sau khi say xỉn, thẩm nhất cùng cũng chẳng dám uống tiếp. Đi thôi, chúng ta đi về. Ây, tại tử lượng của tôi kém quá. Phải đấy, lần đầu tiên tôi thấy có người uống tí bia đã gục. Bấy giờ đã khá muộn, chủ quán cũng bắt đầu thu dọn. May mà quán thịt nướng cách khách sạn không xa, đi bộ về coi như tiêu cơm cũng được hai người rảo bước trên vỉa hè thẩm nhất cùng còn đang lẩm bẩm đòi bao giờ về nhà sẽ là một bữa thịt nướng thật hoành tráng nhưng chu gia ngư chợt khựng lại lộ vẻ nghi hoặc thẩm nhất cùng cậu có nghe thấy tiếng gì không tiếng gì thẩm nhất cùng nhìn ngó xung quanh lắc đầu có tiếng gì đâu chu gia ngư cau mày cậu đi thêm vài bước xác định mình thật sự không nghe nhầm rõ ràng có ai đó đang hát đồng dao. Búp bê vàng, búp bê bạc. Nhà ta cưới một búp bê giấy. Búp bê giấy, thật đẹp sao? Nửa mặt son môi phấn má đào. Di nương than khóc đến hừng sáng. Mắt biếc lụi tàn dưới nắng mai. Âm thanh càng lúc càng gần, giai điệu vô cùng quỷ quái, Chu Gia Ngư nghe mà đông cứng tại chỗ. Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng biết Chu Gia Ngư rất linh, với mấy chuyện này, thấy sắc mặt cậu khó coi bèn hỏi: "Anh nghe thấy gì?" Chu Gia Ngư lắc đầu, cắn răng đáp: "Đừng nói nữa, chúng ta về khách sạn đã." Lâm Trục Thủy đang ở đó, về tới nơi là ổn. Thẩm Nhất Cùng nghe vậy bèn gật gật đầu. Hai người nhấc chân chuẩn bị tăng tốc, Chu Gia Ngư chợt cảm giác có ai đó đằng sau vừa vỗ cậu một cái. Cậu dừng lại, nói: "Thẩm Nhất Cùng, sao thế cậu nhìn hộ tôi với thẩm nhất cùng chẳng hiểu đầu cua tai nheo nhìn cái gì chu gia ngư cậu nhìn xem đằng sau tôi có cái gì không biểu cảm của thẩm nhất cùng đến là khó tả đậu xanh anh không tự quay lại nhìn được hả chu gia ngư tức giận nói cậu chưa nghe truyền thuyết dân gian bao giờ à trên cơ thể người ta có ba ngọn lửa hai ngọn lửa trên vai một ngọn lửa trước chán tôi mà quay đầu lại, bị thổi tắt lửa là tiêu đời. Thẩm nhất cùng kiên quyết đáp, vậy bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, truyền thuyết đó là xảo. Chẳng có ai đồn như vậy cả, anh hãy yên tâm mà quay đầu lại nha. Chu Gia Ngư, thằng nhóc chết bầm này. Cậu cắn răng quay phát lại, sau đó. Chả nhìn thấy gì. Là thứ gì vậy? Cái tên thẩm nhất cùng vẫn đưa lưng về phía Chu Gia Ngư. Không có. Á, à, Chu Gia Ngư vừa nói xong, mặt đất vốn trống trải đột nhiên xuất hiện một đống người giấy nhỏ. Trông chúng rất quái đản, không thể nói là tinh xảo vì chúng chỉ được làm bằng giấy, nhưng cũng chẳng thể chê là sơ sài vì mặt mày chúng được vẽ vô cùng sống động, cảm giác như người thật vậy. Thẩm Nhất cùng nghe tiếng Chu Gia Ngư kêu bèn quay đầu lại, trông thấy người giấy đứng dưới đất thì chố mắt, cái gì đây? Đương nhiên là mấy thứ bất bình thường rồi có đến mười mấy người giấy đang đi trên đường. Bốn người khiêng một cỗ kiệu đỏ thẫm rất đẹp, những người còn lại thổi kèn, gõ chiêng, hô hoán, vừa nhìn đã biết đây là một đội đón dâu. Người giấy đang tiến về phía Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng, chúng chậm rãi bước đi, cơ thể mỏng dính vặn xoắn thành những đường cong dị dàng. Chu Gia Ngư tận mắt chứng kiến một người giấy đóng vai bà mối có đôi môi đỏ chót, nó đang hát bè bằng chất giọng the thé, búp bê vàng Búp bê bạc. Nhà ta cưới một búp bê giấy. Búp bê giấy, thật đẹp sao? Nửa mặt son môi phấn má đào. Di nương than khóc đến hừng sáng. Mắt biếc lụi tàn dưới nắng mai. Chu gia ngư vã mồ hôi như tắm, thẩm nhất cùng chửi thề, nói, mau đi thôi. Chu gia ngư quay lưng bỏ chạy, nào ngờ cậu vừa đưa chân lên, người giấy vốn đang ở sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện ngay bên dưới. Chu Gia Ngư đã dẫm xuống rồi, làm sao dừng nổi, một cước đạp cỗ kiệu bẹp rúm. Thẩm nhất cùng sợ hãi nhìn Chu Gia Ngư, còn Chu Gia Ngư sợ hãi nhìn chân mình. Cậu thậm chí cảm thấy nếu cậu là bạch tuộc, có lẽ đã tự cắt đứt xúc tu rồi sách háng bỏ chạy. Hu hu hu, hu hu hu, mấy người giấy khác thấy kiệu bị dẫm nát liền òa khóc thảm thiết. Chu Gia Ngư vội vàng bỏ chân ra, thở hổn hển đứng sang bên cạnh. Trời mẹ, sao anh lại dẫm lên kiều? Thẩm nhất cùng vốn đen thui mà còn sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Chu gia ngư, tôi không cố ý. Những người giấy vây quanh cỗ kiệu, đoạn mở cửa, kéo một người giấy vẽ giống tân nương ra. Chết rồi, chết mất rồi. Giọng nói của bà mối vang lên, ngay lập tức, Chu gia ngư cảm giác được ánh mắt của đám người giấy đều tập trung vào mình. Cảm giác này rất khó tả, mắt của chúng vẽ bằng mực nhưng con ngươi có thể cử động cứ thế nhìn chu gia ngư bằng một góc độ tranh chết quái dị thẩm nhất cùng cũng toát mồ hôi làm sao bây giờ hả bình nhỏ anh đạp chết tân nương của người ta rồi nhưng chân tôi đã gần chạm đất thì bọn chúng mới xuất hiện chẳng phải chẳng phải là cậu nghẹn ngào cả buổi mới nạn ra được vế sau kiếm cớ ăn vạ hay sao thẩm nhất cùng nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục chết rồi chết mất rồi đám người giấy từ từ vây quanh chu gia ngư một đứa trong đó liên mồm bảo đền đi đền đi đền đi chu gia ngư lùi ra sau vài bước sau khi kéo giãn khoảng cách với đám người giấy cậu bèn hét lên với thẩm nhất cùng chạy hai người lao như tên bắn bỏ lại đám người giấy đang than khóc người giấy đứng đó nhìn bóng lưng của chu gia ngư chúng không đuổi theo nhưng đôi môi đỏ rực vẽ bằng mực nước lại nở một nụ cười rùng rợn chu gia ngư cảm giác mình đã dùng hết sức lực từ thời bú sữa mẹ đoạn đường dài mười mấy phút mà họ cán đích trong vòng năm phút thẩm nhất cùng thở hồng hộc như sắp lên cơn hen xuyễn chu chu gia ngư anh có phát hiện không chu gia ngư vịn tường hỏi phát hiện cái gì mỗi lần chúng ta ra ngoài ăn khuya chu gia ngư đã lờ mờ đoán được thẩm nhất cùng muốn nói gì y như rằng thẩm nhất cùng phun một câu đều có biến chu gia ngư há miệng lại phát hiện mình không cãi được thôi thôi nhanh báo với tiên sinh thẩm nhất cùng nói mà người giấy đó trông quen quen hình như tôi từng gặp ở đâu rồi chu gia ngư ở đâu thẩm nhất cùng lắc đầu bây giờ tôi chưa nhớ ra được mình về đi đã chu gia ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ sau khi bình tĩnh lại bèn hỏi sái bát về người giấy sái bát giúp vào mai rùa giống hệt thú nhồi bông vô cùng thẳng thắn đáp tôi không rõ con người lắm chuyện như vậy làm sao tôi biết hết chu gia ngư cạn lời hai người mồ hôi nhễ nhại bước vào khách sạn nhìn chẳng khác nào dân tị nạn về tới nơi bọn họ lập tức lên lầu tìm cọng dơm cứu mạng của mình lâm trục thủy Ai ngờ gõ cửa hồi lâu, cả hai tuyệt vọng phát hiện hình như Lâm Trục Thủy không có nhà. Thẩm nhất cùng sắn tay áo, giận dữ nói, tôi mà biết đứa khốn nạn nào khuya lắc khuya lơ còn dụ dỗ tiên sinh ra ngoài, tôi sẽ đánh cho nó không còn cái răng ăn cháo. Chu Gia Ngư thoi thóp hỏi, giờ sao? Anh chờ một chút, để tôi gọi điện thoại cho tiên sinh. Thẩm nhất cùng móc điện thoại ra ấn. Một phút sau, cậu chàng tuyên bố án tử hình rồi xong tiên sinh không mang điện thoại chu gia ngư đột nhiên cũng muốn bắt chước sái bát co người thành một cục tự ôm bản thân thẩm nhất cùng thở dài không thì quay lại xin lỗi bọn chúng vẽ một tân nương khác cho người ta vẽ đẹp một tí tôi vẽ rồi cậu đưa qua nhá nhưng mà tụi nó muốn tìm anh chu gia ngư cảm thấy từ khi mở cánh cửa tâm linh dường như cuộc đời cậu đã hoàn toàn chia tay với khoa học và chủ nghĩa duy vật, đau khổ nhất là bây giờ không thể báo cảnh sát. Nếu cảnh sát hỏi có chuyện gì, cậu bảo mình lỡ chân đạp chúng người giấy, không biết mấy chú cảnh sát có thể tạm giam cậu chừng chục ngày vì tội chống phá người thi hành công vụ không nhỉ? Ây, thôi, chúng ta về phòng chờ tiên sinh đi. Thẩm nhất cùng cũng bó tay, chả lẽ bọn họ cứ ngồi trồm hổm ngoài hành lang mãi? Cũng được hai người ở phòng riêng nhưng bây giờ đứa nào cũng rén nên kéo hết về phòng chu gia ngư bật đèn khóa cửa mở tv lúc này chu gia ngư mới an lòng thẩm nhất cùng ngồi trên ghế salon cầm điều khiển từ xa hỏi chúng ta xem gì đây chu gia ngư xem tin tức đi mỗi lần thấy sợ mà xem tin tức sẽ có cảm giác yên tâm hơn thẩm nhất cùng giơ ngón cái với chu gia ngư chu gia ngư anh là người có giác ngộ chính trị cao nhất mà tôi từng gặp đó. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, tôi là đảng viên hẳn hoi nhé. Hai người làm ổ trên ghế salon xem TV, ít nhiều cũng vơi bớt sợ hãi. Phòng bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì dù đã khuya lắm rồi, không biết hôm nay Lâm Trục Thủy có về không. Thẩm nhất cùng cũng hơi buồn ngủ, cậu ta ngáp dài, tôi đi tắm, lát nữa lại qua. Chu Gia Ngư, Đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhất cùng cảm giác câu nói này của Chu Gia Ngư y như đang chủ ẻo cậu ta vậy. Nhưng ban nãy chạy một hồi nên người ra đầy mồ hôi rất khó chịu, Thẩm Nhất cùng nhất quyết muốn tắm rửa, theo cách nói của cậu chính là, dù có chết cũng không thể vấy bẩn tấm thân trong sạch này. Chu Gia Ngư chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với cậu ta, vất vất tay ý bảo Thẩm Nhất cùng mau đi đi thẩm nhất cùng về phòng rồi chu gia ngư ngồi một lát quyết định mình cũng nên tranh thủ tắm một cái cậu cầm quần áo sạch vào toilet cởi đồ đến khi chỉ còn độc một chiếc xịp chu gia ngư đột nhiên phát hiện trong túi quần mình có thứ gì vừa lấy ra sắc mặt chu gia ngư nháy mắt trắng bạch không biết từ lúc nào người giấy tân nương bị cậu đạp bẹp đã chui vào trong túi quần của cậu bị cậu cầm trong tay đôi mắt vẽ bằng thuốc màu của nó nhìn ngó láo liên, đôi môi đỏ hé mở, phát ra tiếng cười vô cùng sung sướng. Chu gia ngư hốt hoảng ném người giấy xuống đất, vội vàng chạy ra cửa. Nhưng cậu vừa đi được một bước, khung cảnh xung quanh chợt quay cuồng, Chu gia ngư cảm giác cơ thể mình đập mạnh xuống nền đất. Ý thức chìm nổi trong bóng tối, cậu bị âm thanh ồn ào huyên náo đánh thức. Cậu mở mắt, thân mình sóc nảy, phía trước là một mảng đỏ rực mình đang ở đâu phản ứng đầu tiên của cậu là hỏi sái bát nhưng dù cậu gọi thế nào cũng chẳng nghe tiếng nó trả lời giống hệt như sái bát chưa hề tồn tại trên đời vậy cuối cùng chu gia ngư cũng biết câu trả lời cậu đang ngồi trong một cỗ kiệu được khiên đi trên đầu còn đội khăn đỏ chu gia ngư kéo khăn đỏ xuống không hề ngạc nhiên khi phát hiện mình đang mặc hỷ phục chu gia ngư tụi nó ăn vạ thành công rồi cậu hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, đưa tay muốn chạm vào mặt dây chuyền lâm trục thủy tặng để tự an ủi bản thân. Không ngờ trên cổ lại trống trơn, hóa ra không chỉ sái bát mà sợi dây chuyền của cậu cũng biến mất. Dây thừng trói tay cậu không to lắm, nhưng Chu Gia Ngư dùng hết sức lực cũng không dễ ra được, bất đắc dĩ đành thôi. Cũng may là bọn chúng trói tay cậu trước người nên cử động không quá khó khăn. Chu Gia Ngư tự cổ vũ mình rồi từ từ quay đầu, vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài thà không nhìn còn đỡ đằng này vừa nhìn da gà da vịt của chu gia ngư lập tức nổi dậy người khiêng kiệu không phải là người giấy nhưng lại rất giống người giấy vẻ ngoài và động tác của bọn họ y hệt con người bình thường nhưng mặt mày lại quái dị kinh khủng từ kiệu phu đến bà mối bên cạnh đều trang điểm đậm vẽ miệng to gần bằng nửa mặt thấy rèm cửa vén lên bà mối đi phía trước xoay đầu 180 độ, cất giọng the thé, tân nương tử, làm sao thế? Chu gia ngư sợ đến mức suýt chút nữa chửi thề, vội vàng thả rèm xuống, trong đầu điên cuồng tụng 100 lần câu phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Trích từ quyển sách, giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, được đề cử tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ít nhất cậu cũng đã tỉnh táo lại, Bắt đầu suy tính xem làm thế nào để thoát thân. Cỗ kiệu nãy giờ vẫn dập dìu đột nhiên ngừng lại, hình như. Đã đến nơi rồi. Chu gia ngư lờ mờ đoán được điều gì, cả người cứng đơ. Quả nhiên, một cánh tay thỏ qua tấm rèm, làn da trắng bạch bất thường chẳng còn giọt máu. Cánh tay ấy vén rèm lên, để lộ chu gia ngư ngồi bên trong mà mặt như táo bón. Nương tử. Đó là một người đàn ông mặc hỷ phục dáng vẻ tuấn tú nhưng làn da nhợt nhạt đôi môi tím tái cho thấy anh ta chẳng phải người sống cuối cùng chu gia ngư không nhịn được nữa run rẩy nói người anh em tôi là con trai mà người nọ không đáp đưa tay muốn dắt chu gia ngư xuống cậu tránh né theo phản xạ lại bị anh ta túm lấy cổ tay kéo mạnh ra khỏi kiệu anh ta rất khỏe so với anh ta thì chu gia ngư chẳng khác nào mấy tên thư sinh trói gà không chặt cậu dãy dụa vô ích lại bị chùm khăn đỏ lên đầu đậu má cứu tôi với chu gia ngư kêu gào thảm thiết cậu bị lôi vào chỗ nào đó rồi đằng sau có âm thanh vang lên nhất bái thiên địa chu gia ngư không chịu nhúc nhích liền bị ai đó ấn đầu xuống lực mạnh tới độ chu gia ngư chắc mẩm rằng nếu cậu kiên quyết không chịu thì đầu sẽ lìa khỏi cổ luôn nhị bái cao đường cậu bị giữ chặt Thật sự không thể phản kháng nổi. Phu thê giao bái, nghe câu cuối cùng, đáy lòng Chu Gia Ngư chợt dâng trào một nỗi sợ hãi khó tả, cậu cảm giác có thứ gì đó đang dần rút khỏi cơ thể mình. Nếu lần này cậu bái, có thể cậu sẽ không bao giờ quay về được nữa. Mẹ nó, cứu tôi với." Chu Gia Ngư gào lên, trong khoảnh khắc sắp bị ép cúi đầu xuống, cậu chợt nghe xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết những kẻ giữ lấy cậu cũng buông tay ra. Chu Gia Ngư ngồi sụp xuống đất, vội vàng lùi ra sau, tháo khăn van che mắt xuống nhìn xung quanh. Chu Gia Ngư cứ tưởng mình đang ở hỉ đường, nhưng cậu phát hiện khung cảnh này lại là linh đường. Trong phòng treo đầy hoa giấy màu trắng, trên chiếc bàn đối diện bầy hai tấm linh vị. Một tấm viết một cái tên xa lạ, tấm còn lại viết ba chữ Chu Gia Ngư. Linh đường lúc này đang chìm trong biển lửa không biết từ đâu xuất hiện. Ngọn lửa che lấp sắc trắng, nhuộm tất cả thành một màu đỏ ấm áp. Chu Gia Ngư ngồi trên sàn nhà cũng bị ngọn lửa bao lấy, nhưng thật bất ngờ, cậu không sợ, trái lại còn cảm thấy vô cùng an tâm. Khi ngọn lửa bén lên hỉ phục, ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ. Trước khi rơi vào bóng tối, hình như cậu nhìn thấy cánh tay của mình cũng biến thành giấy chu gia ngư không biết bản thân đã ngủ bao lâu khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trên giường thẩm nhất cùng ngồi cạnh đang cúi đầu chơi điện thoại tôi chu gia ngư khó nhọc nói tôi đang ở đâu ôi chu gia ngư cuối cùng anh cũng tỉnh rồi thẩm nhất cùng để điện thoại xuống dí sát mặt lại gần nếu tiên sinh không về kịp ngày này năm sau tôi phải đi đám rỗ của anh mất chu gia ngư cậu cậu cách xa tôi một chút, hút hết ánh sáng rồi. Thẩm nhất cùng, bộ tôi là lỗ đen vũ trụ hay sao mà hút hết sáng? Bình thường thẩm nhất cùng chắc chắn sẽ sắn tay áo cãi với Chu Gia Ngư một trận, nhưng nhìn đối phương yếu ớt đến độ có thể tắt thở bất cứ lúc nào, cậu ta đành nhẫn nhịn. Mãi một lúc sau Chu Gia Ngư mới hoàn hồn, mông cậu đau dữ rồi, cậu, ui ra, một cái, thẳng thốt, tôi làm sao thế này? Thẩm nhất cùng đáp, có người nhìn chúng anh nên kéo anh đi làm âm hôn. Chu Gia Ngư do dự hồi lâu rồi lý nhí hỏi, sao mông tôi đau quá? Thẩm nhất cùng thở dài, vỗ vỗ vai cậu, người anh em, anh đừng nghĩ nhiều. Anh ngã dập mông trong toilet nên tụi tôi phải kéo anh ra. Trinh tiết của anh hãy còn nguyên vẹn. Chu Gia Ngư. Tên nhóc khốn nạn kia cười ha hả. Sau đó hai người trò chuyện về những sự việc vừa qua. Hóa ra bọn họ gặp một đội đón dâu âm hôn, chẳng biết tại sao lại nhìn chúng Chu Gia Ngư, còn cố tình bày trò để Chu Gia Ngư đạp tân nương nát bét, ép cậu đến thế giới bên kia làm lễ, chỉ chút xíu nữa thôi là hoàn thành. Thẩm nhất cùng vừa nghe động tĩnh đã chạy qua, không ngờ vẫn chậm một bước, Chu Gia Ngư đã hôn mê trong nhà tắm. Khi thẩm nhất cùng đang hốt hoảng không biết phải làm gì thì may thay Lâm Trục Thủy vừa về hắn đốt cháy người giấy, sau đó kéo hồn phách của Chu Gia Ngư về dương gian. Chu Gia Ngư, sao tôi cảm giác mình cứ như cô nan ấy? Đi tới đâu là có chuyện tới đó? Thẩm nhất cùng không phản đối, anh vẫn chưa nhận thức rõ ràng về thể chất của mình hả? Nói trắng ra, trong mắt đám yêu ma quỷ quái, anh chính là một cái hamburger thịt người sai L biết đi. Đêm hôm khuya khuất thấy hamburger nhún nhảy trên đường, nếu là anh thì anh có muốn chạy tới cắn một cái không? Chu Gia Ngư Ôi dào, bây giờ còn đỡ chứ mấy năm trước âm hôn nhiều lắm. Ở đây còn có phong tục thế này nè, để tôi nói cho mà nghe, nếu anh nhìn thấy lì xì rơi trên đường thì đừng có nhặt. Họ cố ý đó, anh mà nhặt là coi chừng bị phối âm hôn luôn. Nhưng tôi có làm gì đâu, tôi chỉ đi ăn khuya với cậu thôi mà. Ây! có lẽ do anh với ăn khuya không hợp mà. Tiên sinh nói hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai đến chỗ ngày ấy. Ừm, tôi hơi sợ, hai đứa mình ngủ chung một hôm nha. Thẩm nhất cùng không mấy để tâm, được. Tuy Chu Gia Ngư là gay, nhưng cậu không hề có ý đồ xấu xa với thẩm nhất cùng, đơn giản là sợ nên muốn có người ngủ chung mà thôi. Suy nghĩ của cậu hiển nhiên là vô cùng ngu ngốc khi chu gia ngư bị thẩm nhất cùng đá một phát vào mông cậu cảm thấy ma quỷ còn chẳng đáng sợ bằng việc chung giường với tên nhóc này cuối cùng chu gia ngư bất đắc dĩ ôm chăn ra ghế salon ngủ tạm sáng hôm sau thẩm nhất cùng tinh thần sáng láng thức dậy bắt gặp chu gia ngư đang hấp hối chu gia ngư sao anh lại ngủ trên ghế salon thẩm nhất cùng vẫn còn hỏi được thẩm nhất cùng à tôi thấy tội cho bạn gái tương lai của cậu quá Thầm nhất cùng nghệt mặt, chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Chu Gia Ngư cũng không giải thích, ôm cái mông đau đớn khập khảnh xuống lầu ăn sáng. Cơm nước xong xuôi, Chu Gia Ngư đi tìm Lâm Trục Thủy. Mấy ngày nay Lâm Trục Thủy rất bận, hình như đang chuẩn bị cho lễ cầu siêu. Chu Gia Ngư không rõ tình hình cụ thể, lúc vào phòng, cậu thấy hắn đang cầm trong tay một tấm mộc bài. Tiên sinh, Chu Gia Ngư mệt mỏi nói. Lâm Trục Thủy, ngồi đi. Chu Gia Ngư cẩn thận ngồi xuống, miệng suýt xoa than đau, cậu nghi ngờ rằng xương cụt của mình có vấn đề, bị nứt gãy gì đó chẳng hạn. Lâm Trục Thủy nói, kể lại những chuyện hôm qua cậu nhìn thấy cho tôi nghe. Chu Gia Ngư gật đầu, kể lại chuyện cậu bị trói trong kiệu, bị người ta kéo xuống làm lễ, cuối cùng là ngọn lửa thiêu cháy linh đường. Sau khi nghe xong, Lâm Trục Thủy hỏi còn nhớ cái tên khắc trên linh bài không? Chu Gia Ngư gật gật đầu, nhớ, hình như là Lý Vân Giật. Những chữ nào? Chữ Lý gồm bộ mộc và bộ tử, Vân là đám mây, giật trong phiêu giật. Lâm Trục Thủy gật đầu, cầm dao khắc chữ lên mộc bài. Chu Gia Ngư đưa mắt nhìn, phát hiện Lâm Trục Thủy đã khắc ba chữ, Lý Vân Giật, ngay ngắn. Khắc xong, hắn thổi hết vụn gỗ, Bảo Chu Gia Ngư đem Lư Hương trên bệ cửa sổ đến đây. Chu Gia Ngư lạch bạch đi lấy Lư Hương, cậu tò mò hỏi, "Tiên sinh, ngài định làm gì vậy?" Lâm Trục Thủy bình thản đáp, "Trả thù cho cậu." Hắn đặt Lư Hương lên bàn, cắm ba nén nhang, sau đó lấy ra một thứ gì như tờ giấy. Chu Gia Ngư định thần quan sát, phát hiện đó chính là người giấy tân nương đã chui vào túi cậu. Lâm Trục Thủy đốt nhang, khẽ khàng niệm một đoạn chú mà Chu Gia Ngư không hiểu, sau đó đốt cháy người giấy. Theo lý thuyết thì giấy bị đốt không có mùi rõ ràng, nhưng Chu Gia Ngư lại ngửi được mùi thịt cháy, cậu còn nghe thấy tiếng kêu gào the thé. Người giấy trước mặt từ từ hóa cho tàn, Lâm Trục Thủy đợi nó cháy hết bền dựng thẳng mộc bài trên bàn. Ngón tay hắn gập lại, dùng khớp tay gõ ba lần lên mộc bài. Chuyện xảy ra tiếp theo thật khó tin, ngay lúc ấy, cho tàn của người giấy chậm rãi chuyển động, cuối cùng biến thành hình người. Chu Gia Ngư ngồi bên cạnh xem mà choáng váng, cậu thậm chí nhìn thấy phía trên đống cho xuất hiện một bóng đen lơ lửng giữa không trùng đang hoảng loạn dãy rủa. Ai sai ngươi đến đây? Âm thanh của Lâm Trục Thủy tựa băng giá, khác hẳn thái độ của hắn với đồ đệ thường ngày. Không có tiếng đáp lại, nhưng Chu Gia Ngư rõ ràng bắt gặp mộc bài khẽ nhúc nhích nhưng lâm trục thủy hình như nghe thấy hắn nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng kẻ đó có thể khiến ngươi hồn phi phách tán ngươi cho rằng ta không thể sao nói đoạn hắn đưa tay bẻ gãy một cây nhang chu gia ngư lập tức nghe thấy tiếng nam giới kêu thảm thiết ta hỏi một lần cuối cùng ai sai ngươi đến đây tàn cho trên bàn di chuyển cuối cùng tạo thành một chữ hồng hắn viết cái gì bấy giờ chu gia ngư mới nhận ra lâm trục thủy đang hỏi mình vội vàng đáp là chữ hồng lâm trục thủy không nói nhưng chu gia ngư rõ ràng cảm giác được hắn đang tức giận chính xác hơn là vô cùng tức giận mộc bài cũng cảm nhận được nên bắt đầu run lên bần bật nhìn nó chu gia ngư chợt nhớ tới tình cảnh của mình khi gặp lâm trục thủy lần đầu sau đó đống cho run dày tạo thành một chữ cầu chu gia ngư được lắm, chưa gì đã sợ rồi." Cậu nói với Lâm Trục Thủy, nhưng vẻ mặt hắn vẫn chẳng hề thay đổi, lúc muốn giết cậu, sao không thấy hắn hiền lành như thế? Chu Gia Ngư lắp bắp, "Giết, giết tôi." Lâm Trục Thủy nhướng mày, "Không thì cậu nghĩ âm hôn là gì? Nếu tôi đến chậm một bước, cậu đừng mong quay về nữa." Ban đầu Chu Gia Ngư hãy còn mơ mơ màng màng, Nay nghe Lâm Trục Thủy nói xong mới bừng tỉnh, nhận ra tình hình lúc đó nguy hiểm tới nhường nào. Tâm trạng Lâm Trục Thủy không tốt, hắn hỏi câu nào Lý Vân Giật ngoan ngoãn trả lời câu đó. Chu Gia Ngư nghe xong cũng hiểu việc này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, có kẻ cố ý bày mưu để giết cậu. Ngón tay Lâm Trục Thủy gõ gõ trên mặt bàn, giọng lạnh như băng, nếu dám ra tay với người của ta, vậy ta cũng chẳng cần nể mặt ngươi. Nói rồi, hắn lại bẻ gãy một cây nhang khác. Bóng đen nối liền với lư hương vạn vẹo, không kiềm được mà run lẩy bẩy, có vẻ rất sợ hành động của lâm trục thủy. Nói vị trí của kẻ đó ra, ta tha cho ngươi một mạng. Tàn cho bắt đầu chậm rãi chuyển động, nhưng còn chưa kịp thành chữ, chu ra ngư chợt nghe thấy một tiếng gào thét thảm thiết. Cây nhang cuối cùng chẳng ai động đến kia đã tự đứt lìa. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn